không phải là áo quần mà design cho xe hơi đó. Thành ra khi mà như quý vị đã biết là GM là cái hãng xe hơi lớn nhất của Mỹ mà lúc này rất là khó khăn, tại vì người ta không có mua những cái xe lớn của Mỹ, thường thường những cái xe truck này nọ thôi. Thành ra mà bây giờ thì người ta cứ mua những cái xe nào mà luxury thì nhập cảng vô của Nhật hay là của Đức hay là đại khái gì đó, hay là của đại hàng nữa. Thành ra đó cái hãng GM họ mới mướn những cái người designer của Á Châu để mà làm những cái xe. Thì những cái xe Mỹ bây giờ, những cái xe LaCrosse mà của anh vẽ đó, thì nó rất là đẹp, nó giống như một cái xe Lexus này, nó như là người ta so sánh với một cái xe Lexus đó. Thì đó, tôi cũng hên là tôi được ngồi nói chuyện với được với anh ta, nghĩa là ngồi riêng nói chuyện one on one ấy. Nhưng mà tiếc là không có quay phim được. Nhưng mà nếu mà các bạn vô trong cái đài thì thực ra là cũng là anh em với cái đài Tech TV, nó kêu là Bizup TV, thì sẽ nghe Hồng Vân có phỏng vấn với lại với anh Sean Lo. Và quý vị cũng sẽ thấy những cái xe, những cái kiểu mà anh ta vẽ rất là đẹp. Thì cái đó là một cái chuyện rất là thú vị. Dạ vâng. Và sau đây thì Tiên Dung và anh Hồng cũng xin chia sẻ với quý vị là trong cái phần tới, cái show tới của anh Hồng và Linh Dì là sẽ chúng ta sẽ nói về, nó gọi là .vn, tức nghĩa là bộ gõ dấu, đúng không anh? Đúng rồi. Cái .vn là một cái application mà nó nằm ở trên cái iPhone như thế này nè. Tại vì khi mà bây giờ đó mình sử dụng rất là nhiều chuyện qua cái phone, cái mobile phone, những cái smartphone đó, Android hay là Palm OS hay là BlackBerry, thì một cái khổ cái là khi mà mình cập nhật tin tức hay là mình gửi email, thường thường là mình bắt buộc phải xài tiếng Anh, tại vì khi mà mình viết tiếng Việt đó mà không để dấu được thì cũng khó mà cho người ta hiểu đó. Thì cái .vn là một cái program mà nó cũng rất là hay, là nó thì cái này là một cái program chạy trên cái iPhone, thì nó cho phép mình sử dụng VNI hay là Telex để mình đánh dấu tiếng Việt vô mà khỏi phải cần jailbreak. Thì cái đó là một cái đặc biệt. Mà cái app này nó chỉ có tốn $1 mà thôi. Tức nghĩa là $1 cho mỗi lần dùng hay là $1 vĩnh viễn đó, thì mình mua cái app đó là $1 thôi. Thì khi nào nó có một cái keyboard thì mình cũng đánh thì rất là dễ dàng, thì có đánh chữ Việt Nam, có dấu rồi đàng hoàng. Thì cái đó trong cái phần sau này để thì tôi sẽ để lên cái screencast để mà chỉ cho nó rõ ràng hơn. Dạ vâng. Và thôi bây giờ mình nói về YouTube captioning đi anh. Tức nghĩa là hình như là cuối last Thursday á, thì YouTube nó có làm một cái function, nó gọi là khi mà một cái YouTube video người ta nói tiếng Anh thì nó có thể dịch ra bằng những cái tiếng khác nhau, giống như là phụ đề đó anh. Thì em muốn hỏi anh là cái phụ đề đó là nó có tiếng Việt hay không, hay là chỉ dịch ra những cái tiếng khác thôi. Thiệt ra thì cái mà phụ đề Việt ngữ hay là phụ đề những cái tiếng khác, trước nhất đó là cái điều kiện là cái video nó là phải là video tiếng Anh. Đó, thì và cái người mà nói trên cái video đó là nói cho nó rõ ràng chút xíu. Thì khi mà quý vị thấy thì tôi sẽ chỉ cách làm sao mà mình bấm vô cái closed captioning đó, nó có một cái hai cái chữ CC màu đỏ phía dưới, mình bấm lên và tôi sẽ chỉ trong cái phần screencast làm sao để mà coi phụ đề Việt ngữ. Thì cái đó rất thích, tại vì trên YouTube các bạn sẽ thấy nó có rất nhiều những cái lớp học của những cái trường đại học lớn ở bên Mỹ này đó. Thì nó khi mà những người mà giáo sư họ dạy đó, thì mình có thể dịch phụ đề Việt ngữ, nghĩa là trực tiếp ngay phía dưới cái video cho mình xem. Thì cái đó là một cái rất quan trọng, nhưng mà cái đó thì chỉ có làm được ở trên cái YouTube thôi. Tại vì như Linh Di cũng biết là những cái YouTube video mình embed được mấy cái website khác, nhưng mà cái mà closed captioning đó, phụ đề đó, thì chỉ có nằm ở trên cái YouTube mà thôi. Thì tôi sẽ chỉ làm sao. Thì một cái chuyện tôi thấy rất là rất mừng khi nó có cái đó, tại vì những cái người học sinh nghèo, những cái xứ nghèo đó, họ muốn học, muốn hành, mua sách, mua vở rất là khó khăn. Mà bây giờ thì mình có thể coi được cái video, coi những cái người giảng những cái lớp học này mà họ dịch ra cái tiếng của mình. Thiệt ra thì nó không có 100% như các bạn cũng biết, là nó dịch trực tiếp bằng máy thôi. Thành ra nhưng mà speech recognition, đúng rồi. Thành ra nó không phải là văn chương gì cả, nhưng mà tương đối thì nó cũng giúp mình hiểu được cái câu văn người ta nói cái gì đại khái, thì nó còn hơn là không. Thì tại vì nhiều người cũng không có rành tiếng Anh đó. Dạ vâng, và em thấy là cũng có nhiều người, studies nói là có đến 700 triệu người ở trên thế giới có những vấn đề về sự nghe đó anh. Thì nếu như người ta thiếu, nếu như người ta có được đọc được những cái phụ đề đó, thì nó sẽ dễ dàng hơn để cho người ta
và hiểu biết thêm. Đúng rồi, cái đó là tôi không biết cái chữ Việt nó có đúng không, mà chẳng hạn như mình nhìn thấy không được thì khiếm thị, còn nếu mà nghe không được thì phải là khiếm thính hay là chắc là như vậy. Thì cái đó là một cái tiện người ta. Cái thứ hai nữa, khi là mình ở những cái chỗ đông đó các bạn, chẳng hạn như một tiệm cà phê hay tiệm restaurant hay là nó, họ có những cái chiếu những cái đài truyền hình á, thì thường thường thì người ta không có để cái lời nói cái sound đó, không có cái âm thanh, thường thường thì người ta cũng để cái closed captioning đó bằng tiếng Anh, nghĩa là mình đọc được rồi đó, khỏi cần phải nghe. Thì cái đó là cái cũng là hai một cái nó rất là tiện đó, cho những người mà bị nghĩa là nghe không được rõ đó thì có thể coi qua cái đó, thì có thể là coi bằng tiếng Anh hay tiếng Việt, whatever. Okay. How about em cũng có nghe nói về tweet casting. What is that? Oh, cái tweet casting đó là đa số không có, người ta không có sử dụng nhiều, nhưng mà các bạn cũng biết là trên Wi-Fi hay trên 3G thì nếu mà xài những cái smartphone như là cái iPhone đó, thì nó có một cái service hiện tại bây giờ của Nhật làm. Thì Mỹ họ cũng có mấy cái nó gọi là quick, thì họ cũng làm như vậy. Cái đại khái là như thế này, là khi mà mình có một cái phone đó thì mình nó có cái camera đó, mà mình chỉ cần mình chỉ quay phim, cái có thể streaming, nó cho streaming là direct làm trên internet đó. Thì khi mà ví dụ như mình đi những cái đám cưới hay cái gì đó thì mình chỉ có thể là mình quay phim trực tiếp, và cái khi mà mình vừa quay đó thì những cái hình ảnh nó trực tiếp nó chuyển tiếp ở trên internet để cho người ta coi. Thành ra cái đó nó rất là hay, thành ra tôi cũng làm một cái screenshot để mà cho các bạn coi. Thì khi mà mình bắt đầu mình làm cái đó thì một là mình nói bà con bạn bè của mình là mấy giờ mình bắt đầu mình phát hình, hoặc là nếu mà những người đó họ có Twitter thì mình có thể là tweet cho họ, là nói tự động khi mà mình bắt đầu mình thâu và mình streaming, nghĩa là phát hình trực tiếp đó, từ cái phone mình ra đó, thì họ có thể nhận được trên Twitter là mình là và cái link bấm vào đó để mà xem. Thì cái đó nó cũng là một cái mà khám phá mới lạ, nếu các bạn không có cơ hội, nhưng mà cứ thử chơi, cứ thử cái download cái này, cái dịch vụ này nó cũng miễn phí nữa, làm trên cái iPhone. Ok, thì phần sau xin hẹn quý vị, thì những cái mà anh em chúng tôi vừa nói thì có thể chúng tôi sẽ chia sẻ thêm trên cái screencast để mà thấy cho nó rõ ràng hơn. Dạ vâng, và Tiên Dung và anh Hồng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tech CV, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.